Khoảnh khắc vu vơ của tuổi học trò khiến nhiều cô chú ngậm ngùi ăn bánh gato. Tuổi trẻ tài cao quá, các cháu ơi! Tuổi học trò không chỉ có bài vở, bút thước hay những lúc quậy phá cùng bạn bè, mà còn có những rung động đầu đời với một người bạn đặc biệt. Một vài khoảnh khắc vu vơ được các thầy cô giáo ghi lại đã khiến nhiều người cảm thấy tan chảy vì quá đáng yêu. Hành động nghịch ngợm mái tóc của cô bạn cùng bàn làm sao qua mắt được thầy giáo và mấy đứa hóng chuyện trong lớp cơ chứ. 8 tháng 3, con trai tặng hoa con gái thì đúng rồi, cơ mà cái tay kia sao lại chạm vào má thế nhở? Nhìn nét ngại ngùng của hai bạn nhỏ mà cưng quá đi trời ơi. Hay là ánh mắt của kẻ si tình, chúng ta có thể giấu giếm được tất cả, nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được điều này cơ chứ? Rồi cả khi giành được thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao ở trường nữa, đấy chính là cơ hội để được chia sẻ niềm vui với đằng ấy mà không sợ bất kỳ một ai phán xét hay phê bình. Các bạn thì sao? Khi xem những khoảnh khắc này, có chợt nhớ đến ai hay là cái tên nào hiện lên trong đầu không nhỉ? Khai thật đi và chia sẻ cùng 8 TV nhé. Đừng quên like, share, subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị.